Xin mở trang 117, câu G. Người có niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Sai. Sai đúng? Sai. Sai. Tại sao sai? Có gì mà chắc chắn? Người niệm Phật mà muốn dễ được vãng sanh thì tự mình phải lo liệu lấy những cái cản trở, những cái gốc mắc, những cái vướng bận phải buông ra. Hồi tối hôm qua chúng ta ở trên hội thảo quốc tế, chư vị có thấy những người mà ta khóc không? Chư vị thấy những cái khó khăn khi hộ niệm chưa? Cái vướng mắc đó liệu mình có thoát qua được hay không? Cho nên xin thưa với chư vị là đừng bao giờ nghĩ rằng mình niệm Phật như thế này thì chắc chắn được vãng sanh. Cái chắc chắn đó là khi nào mà chư vị thành Bồ Tát rồi, đi trở về Tây Phương rồi, thì dừng xuống đây rồi, muốn đi trở lại thì đi. Lúc đó thì gọi là chắc chắn. Chứ bây giờ đây chúng ta chưa biết Tây Phương là đâu, nghĩa là ta chưa từng về Tây Phương. Thì muốn chắc chắn chư vị phải cẩn thận dữ lắm. Từ đầu chí đuôi phải thực hiện cho được. Tự mình phải gỡ ra, không ai gỡ cho mình cả. Một bà gì niệm Phật, nhưng mà đến lúc ông dượng cản trở, đứa con cản trở, cũng chịu thua. Chính vì thế mà cái duyên để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc tự mình phải lo liệu lấy. Nếu mà thực sự mình cố tình quyết lòng tạo cái duyên lành, quyết lòng đi về Tây Phương, chư vị nên chú ý cho cái điểm này là chư Thiên Long hộ pháp giúp đỡ cho chư vị. Họ tìm cách giải quyết giùm cho chư vị. Họ âm thầm mình không biết, nhưng mà cái việc làm của các ngài đó tuyệt vời lắm đấy. Đừng có sới. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình có thể chủ động được tất cả. Cái chủ động của mình nó nằm ở trong tín nguyện hạnh ba điểm. Phải chủ động cho được cái này, đừng có nên sơ suất. Cái đây là điều bất biến. Còn các chuyện mà tha lực yểm trợ vào rất cần, rất cần. Cho nên chúng ta đi con đường nhị lực là cái gì cũng nhị lực cả. Bây giờ chúng ta niệm Phật nhờ tới đạo tràng, nhờ tới đồng tu, nhờ tới câu A-di-đà Phật, nhờ tới chư Thiên Long hộ pháp, nhờ chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Đến lúc nằm xuống rồi chúng ta không nhờ tất cả các ngài, mà còn nhờ thêm những vị đồng tu còn tỉnh táo ngồi bên cạnh nhắc nhở chúng ta. Chúng ta nhờ tối đa luôn. Cho nên tự lực là tự mình đi lấy. Chúng ta tự mình đi lấy cũng được. Thì tha lực có nghĩa là chúng ta phải nhờ tối đa luôn, chứ không phải là nhờ sơ sơ. Nhờ sơ sơ là tâm ta không thành. Không thành thì chịu thua. Tại sao rất nhiều người trong thời gian qua tu hành niệm Phật mà sau cùng không được vãng sanh? Tại vì người ta cứ nhờ sơ sơ, nhờ tạm tạm, nhờ lấy lễ, còn tướng mình đã đi được. Đâu có ngờ rằng khi mà mình nằm xuống, đâu phải là mình ngồi thế này vãng sanh. Đâu phải mình thoải mái mà vãng sanh. Đâu phải mình nhìn cái tượng đó là cái tượng đó, những cái hình này là hình này. Tất cả đều biến đổi mà. Không có người hỗ trợ, chúng ta không biết đường nào mà đi. Cho nên cái niệm Phật mà nói người niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn được vãng sanh. Đây là cái ý niệm không có căn bản. Vì quên rằng ta là phàm phu mà nói chắc chắn là thường thường thiếu cái tâm cẩn thận, thiếu cẩn thận, dễ bị oán thần trái chủ gây trở ngại, đỡ không kịp. Câu hát: phàm phu nghiệp nặng, dù có niệm Phật nhưng không được hộ niệm trợ duyên thì cũng rất rất khó được vãng sanh. Đúng hay sai như vậy? Câu trên là mở ra một vấn đề, câu dưới là kết thúc vấn đề đó. Rõ ràng mở đóng, mở đóng, mở ra hóa giải, mở ra hóa giải. Đây là quyển sách không có giấu giếm một cái gì cả. Dư âm thường thường chú trương là làm cái gì làm cho tất cùng luôn. Nói cái gì nói cho rõ ràng từng điểm, không bao giờ ấp ấp mở mở. Có nhiều người nói tôi nói cái pháp này tôi nói một nửa rồi chưa bị nghĩ một nửa. Mình nói một nửa cái nửa mình chưa chắc là đúng. Báo người ta nghĩ thêm một cái nửa nữa, người ta nghĩ sai làm sao? Thành ra cái pháp bị lung lay, pháp bị lạc được. Không phải đơn giản. Cho nên đối với cái hàng mà sơ sơ chúng ta, dán tường tận từng điểm để cho người ta làm. Mà còn nhắc đi nhắc lại, gọi là mưa lâu thấm đất mới được.
đâu có dễ gì mà nó cứu được một người vãng sanh. Đừng có nghĩ rằng là mình ngon lành, gọi là nghiệp nặng. Cái nặng đó mình đo, mình cân đối được. Khi nào mà đối diện rồi mới cân được. Cân lúc đó cân gì nói nữa cân. Nằm chèo queo, bị nó kéo đi mất. Cho nên xin thưa với chư vị, Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đời nhà Tống, Ngài là một vị thiền sư minh tâm kiến tánh, là một vị quốc sư. Mà Ngài còn nói một câu, nếu người không niệm Phật, 10 người tu 9 người lạc đường. Tức là 9 phần 10 bị lạc đường. Cho nên sau cùng thọ nạn. Sau khi mà mình nghe Ngài Ân Quang, Ngài giảng cái câu này rồi, mình mới thấy giật mình ra. Ngài nói Ngài Vĩnh Minh là một vị đã minh tâm kiến tánh rồi đó. Đã minh tâm kiến tánh rồi mà đối diện với cái lúc lâm chung cố chừng, chỉ cần một cái niệm sới cũng có thể lạc đường như thường. Đừng nói là chúng ta chưa được những chuyện đó. Trở về cái thời mạt pháp này, phải nói là 100 người mất hết 99 người, 100 người mất hết 99 người. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là cái thời mạt pháp này có nhiều người tu tới hàng vạn, hàng ức, hàng triệu. Nhưng mà tìm ra một người được thực sự chứng đắc không phải là đơn giản, không phải là đơn giản. Chính vì thế mà dám nghe những người tự chứng là chứng đắc sợ vô cùng. Chứ vì để ý coi từ hồi giờ có người nào tự khoe là chứng đắc mà thực sự chứng đắc chưa? Trong khi các vị Bồ Tát đã chứng đắc rồi, ngát ngày thị hiện xuống đây, thì hoàn toàn là những người làm với bếp. Bồ Tát thực sự mà còn thị hiện như vậy, còn phàm phu thì không thị hiện là phàm phu, lại thị hiện là Bồ Tát, cho mình là Bồ Tát. Cho nên tướng là tỉnh mà là mê. Chúng ta phải cẩn thận chung này, nhất định phải tự cho mình là phàm phu. Phải học, phải biết kiên trì dữ lắm, còn không thì tu thì tu mà rồi lạc đường, bị nạn. Bị nạn quá nhiều mà chúng ta không hay. Cho nên người niệm Phật nhưng không được hỗ trợ, không được hộ niệm trợ duyên thì cũng rất có được vãng sanh. Khi mà phát hiện ra sự hộ niệm trợ duyên quan trọng như thế này, xin thưa với chư vị dư âm, mừng vô cùng, mừng đến rơi nước mắt. Tại sao trong bao nhiêu năm mình đi khắp các nơi tìm không ra một cái hiện tượng nào gọi là hy vọng cho cái người tu đó được thoát nạn? Tìm không ra, thực sự tìm không ra. Đến lúc mà hồ niệm thấy cái hiện tượng, họ ra đi thân tướng tốt đẹp, an toàn ra đi, ngon lành ra đi, họ tỉnh táo đến cái giây phút cuối cùng người ta đi, mừng vô cùng, mừng quá sức mừng. Rõ ràng đạo Phật là cái đạo cứu độ chúng sinh vượt qua tam giới bằng những cái phương tiện thiện xảo, rất là thiện xảo, rất là dễ dàng. Mà tại vì con người không chịu tin, con người cứ đi theo con đường vọng tưởng quá đáng, để sau cùng rồi theo cái vọng tưởng đó mà chạy theo những cảnh hảo huyền vô thường, tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Thấy người tu mà không thấy sự thành tựu, thực sự là tội nghiệp. Trong khi đó hộ niệm niệm Phật thực sự cụ thể rõ ràng đã có chứng minh, chứng minh từng điểm từng điểm. Đến nỗi mà ông cụ anh chích này cách đây 2 tuần ngồi vãng sanh. Xin nhắc nhớ cho vị, đấy là những hiện tượng mà chúng ta còn phải nhắc đi nhắc lại. Dâm này miệng nhỏ quá, không biết làm sao nhắc cho lớn. Tại sao một người mà có thể ngồi vãng sanh được? Chư thiên là một pháp gia trì. Tại sao một người mà nằm cũng không yên? Tại vì thượng mạng nổ linh, chư thiên lăng một pháp bỏ đi rồi, bản thân trái chủ quánh mình cho tôi queo râu luôn mà không hay. Hiểu được như vậy chư vị phải lấy cái lòng thành mà đi nhé. Đừng có tự hào nữa mà kẹt lắm đó nghe chư vị. Cầu y bi lụy, khóc lóc buồn bã trước mặt người bệnh là thể hiện sự thương yêu lo lắng cho nhau. Chúng ta không nên ngăn cấm. Đúng hay sai? Thế gian thường là như vậy. Tại vì thương yêu, tại vì mến nhau, tại vì trước cảnh sanh tử biệt ly, làm sao mà không động lòng. Chính vì thế mà khi chúng ta đi hộ niệm, đặt điều kiện này, có nhiều người không chịu. Mình năn nỉ một lần không chịu, mình năn nỉ tới lần thứ hai, năn nỉ lần thứ ba không chịu, thì tôi cũng đành hết duyên rồi, không biết làm sao nữa. Tại vì lúc đó không cách nào cứu được nữa. Chính vì thế mà chúng ta đi đường đạo phải đi cho vững. Không thể nào hộ niệm xong họ ra đi không tốt lành, hiện tượng không có gì thành tựu, tạo cái duyên cho chúng sanh nối những lời sai lầm về pháp Phật, làm cho chánh pháp của Phật không còn ai tin nữa. Sau đó làm sao có thể cứu độ những người có duyên sau này. Cho nên chư vị phải nhớ là khi mà hộ niệm chúng ta đưa ra luật lệ đàng hoàng, đấy là cái nguyên tắc. Khi mà hộ niệm một thời gian vô cùng khó khăn rồi mà người thân của chị vẫn đi ra con đường
nào đó không biết, đấy là những ác tướng quá ư là xấu. Thì cái uy tín của pháp hộ niệm Phật lấy đâu mà nương dựa đây? Rồi ai mà còn tin nữa cái pháp của Phật lý của độ chúng sanh đây? Chư vị thấy không? Một cái pháp đại cứu tinh mà sớm nở tối tàn là như vậy. Cho nên xin thưa là phải cẩn thận cái chỗ này. Có nhiều ban hộ niệm, nói chúng ta lấy lòng từ bi chứ, chết rồi cũng tới hộ niệm, lúc nào cũng tới hộ niệm hết. Hộ niệm xong rồi, cả cái vùng đó không còn ai chấp nhận sự hộ niệm nữa hết. Hậu quả gì đây? Kết quả này ai mang đây? Là do những người hộ niệm sơ ý, làm cho cái uy tín của pháp Phật bị giảm sút, bị tiêu tan đi mà không hay. Làm cho chúng sanh coi như tẩy chay luôn cái pháp hộ niệm. Có phải là ta lấy cái lòng từ bi mà làm một việc đại họa để cho chúng sanh bỏ đi, cứ tiếp tục theo con đường đó là không cứu được một người không? Mong chư vị hiểu được như vậy, phải nhớ cho kỹ. Chư tổ đã căn dặn rõ ràng, chúng ta không thể nào xê đạo, muốn làm gì làm được. Cầu si, bi lụy, than khóc, âu sầu trước mặt người sắp chết là vô tình làm cho người ra đi bị rối loạn tinh thần mà chịu đọa lạc, đúng không chư vị? Không phải là rối loạn tâm thần đâu, nhưng mà trong một cái câu văn thế này chúng ta cũng kê khai ra nó dài dòng quá, làm cho người ta rối loạn tâm thần, làm cho người ta quyến luyến thế gian, làm cho người ta cứ nghĩ rằng là chết rồi là làm sao đây, cho nên người ta cứ nghĩ mãi những chuyện là tìm cách sống lại. Vì cái tâm muốn sống thì không có Phật nào mà cho chúng ta làm sai những cái gì chúng ta nghĩ. Tham tiếc vô thường, phải theo vô thường mà chịu nạn. Tham tiếc thế gian phải chịu ở đây mà đầy đọa trong cảnh ngũ trược ác thế mãi mãi đời đời kiếp kiếp. Dẫu cho một người tu hành bao nhiêu đến nữa mà đến lúc nằm xuống rồi vẫn còn có ý nguyện này xảy ra, chịu thua. Đây là cái hiện tượng mà tại sao người tu thì có mà thành tựu thì không? Vì không thực hiện được cái điều Phật dạy, cụ thể nhất là ngay cái giờ phút xa bỏ phó thân. Mà nhiều hôm có người đưa ra vấn đề mà cộng tư nghiệp. Cộng tư nghiệp là gì? Chính là cái ý niệm của người ra đi đó như thế nào trong lúc xả bỏ bảo tàng này. Nói thẳng thắn như vậy là ngay trong cái thời điểm đó. Tại sao một người cũng là ung thư, cũng là quan quả như vậy, nhưng mà đến cái giờ phút mà xả bỏ bảo tàng, người ta niệm câu A-di-đà Phật, ta vẫy tay ra đi, chuyển hết tất cả những cảnh khổ đau của họ thành cái cảnh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là người hộ niệm giúp cho người bệnh tự mình chủ động tạo một cái cộng tứ nghiệp an lành, thanh tịnh trở về Tây Phương. Cũng là một người như vậy mà khóc, mà than, mà rầu, mà rỉ, làm cho cái người bệnh đó cũng tiếp tục khóc than, và cái lúc xả bỏ vào thông tiếp tục khóc than để chạy theo con đường đọa lạc trong tương lai. Tất cả đều do chính người bệnh. Cho nên cái cộng tứ nghiệp nó dồn lại vào cái giây cuối cùng đó. Mình nghĩ gì đây? Tất cả những cái nghĩ hôm nay nó là cái duyên cho tương lai, gọi là dẫn nghiệp. Đã dẫn nghiệp trong lục đạo luân hồi, đã đau khổ bắt buộc phải ở trong lục đạo luân hồi. Mà thường thường cái đau khổ nhất chính là trở về tam ác đạo. Cho nên khi một người mà ra đi hiện tượng xấu thân tướng cứng, nhất định không thể nào thoát được ba đường ác. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng kinh hoàng. Khi mà chúng ta hộ niệm rồi, chúng ta giật mình tỉnh ngộ. Giật mình tỉnh ngộ, thực sự giật mình tỉnh ngộ. Bây giờ đây cái hiện tượng ở Việt Nam, hàng ngày đều có người vãng sanh. Bên cạnh đó hàng giờ vẫn có người đọa lạc. Như vậy cái tình trạng đọa lạc nhiều hơn chứ, phải không? Đau khổ nhiều hơn chứ, phải không? Làm sao chúng ta cứu đây? Xin chư vị Bồ Tát phát tâm ra đi. Đi hộ niệm, ban phát cái phương pháp hộ niệm cho người ta, cứu được người có duyên vãng trên Tây Phương Cực Lạc, cứu được người nào chúng ta mừng người đó. Còn những người mà chịu đọa lạc cũng đành theo nhân quả của họ. Chứ bây giờ chúng ta biết làm sao không? Mong chư vị Bồ Tát từ bi phải lo mà phát triển cái phương pháp này, cứu được người nào hay người đó, nghe chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.